Bất diệt Long Đế chương 2410, không chết không thôi. Lúc này phủ chủ nhà các ngươi đi đâu làm gì, chẳng lẽ các ngươi lại không biết. Đừng vũ nhục trí thông minh của những người ở đây nữa. Ông Lục Ly vừa dứt lời, một tòa thành bảo đột nhiên lóe lên quang mang, tiếp đó hộ tráo bên kia cũng nổ tung. Thần niệm Lục Ly quét qua, phát hiện bên trong là tế đàn vô cùng phức tạp, hắn biết đây là tế đàn truyền tống nối liền với nhị trọng thiên. Xoẹt! Lục ly tiện tay khu múa hàng phong, một đạo đao mang màu đỏ máu gào thét mà đi, khoái tốc bổ lên thành bảo kia, thoáng chốc, trọn cả thành bảo chợt nổ tung, tế đàn bên trong tự nhiên cũng bị hủy. Ai muốn đầu hàng thì lập tức tới thành bắc, ta chỉ cho các ngươi thời gian 10 nhịp thở, đứng yên ở thành bắc đừng chạy loạn, nếu không giết không tha. Lục ly sát khí đằng đằng nói, hai tên trưởng lão quỳ trên mặt đất lập tức không chút nghĩ ngợi bay thẳng tới thành bắc. Những người đang quỳ cũng tức tốc bay theo trong thành có mười mấy vạn người, thoáng chốc đã bay mất bốn, năm vạn, bảy tám tên siêu cấp đại năng thần giới cũng chạy. Những người còn lại thì đều ánh mắt lấp lánh, nhất là quân sĩ, ai cũng muốn tới thành Bắc, nhưng trưởng lão đại nhân mà bọn hắn trực tiếp lệ thuộc không chạy, bởi thế chẳng ai dám động. Hết giờ, chết hết cả đi. Trong lòng nhẫm đến thời gian, Lục Ly không cho đám người này thêm một cơ hội nào nữa, thiên tà châu lấp lánh quang mang, vô số hư không trùng gào thét bay ra, Đối phó đám võ giả cấp thấp này, Lục Ly lười nhát đích thân ra tay. Lục Ly, chúng ta liều mạng với ngươi. Nhìn hư không trùng đầy trời gào thét trút nghiêng xuống, trong mắt mấy tên trưởng lão lộ ra tử chí, điên cuồng bay vụt lên, phóng thích loại công kích, mấy đạo lưu quan vọt thẳng về phía Lục Ly. Công kích từ siêu cấp đại năng thần giới, Lục Ly hoàn toàn có đủ thời gian tránh thoát. Chẳng qua hắn vẫn đứng nguyên giữa trời, căn bản không hề nhúc nhích, mặc cho mấy đạo công kích kia nện ở trên thân, Từng hồi tiếng nổ trầm muộn vang lên, trừ áo bào bị xé nứt mấy đạo lỗ hổng ra, thân thể lục ly không xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Thậm chí không hề di động mảy may. Mấy tên trưởng lão còn định công kích tiếp, nhưng hư không trùng đầy trời đã gào thét trút xuống, bao phủ khắp toàn thành. Hư không trùng cường đại thế nào chắc không cần nói cũng biết, ác ma nhục thân cường đại mà đều có thể bị giết trong nháy mắt, huống chi là đám thần linh bình thường này. A. À, rất nhanh trong thành đã biến thành địa ngục. Hơn 10 vạn người còn lại ôm đầu quay cuồng lên, xong rất nhanh liền bất động, đầu cứ thế từ từ tan biến, bị hư không trùng gặm nhấm sạch. A à, a. À. Những trưởng lão đại năng thần giới và siêu cấp đại năng thần giới cũng chỉ kiên trì mấy nhịp thở, rất nhanh sau đó liền dần dần chết đi. Trước trước sau sau không quá nửa nén hương, hơn 10 vạn người trong thành bỗng chốc đều biến thành thi thể không đầu. Trùng ma. Bên ngoài rất nhiều người kinh hô, sắc mặt mấy vạn người đều trắng bệch thần niệm quét nhìn trong thành mắt ai nấy đều hiện đầy vẻ hoảng sợ trước kia lục ly dùng hư không trùng đối phó ác ma bọn hắn không thấy có cảm giác gì không chỉ không sợ ngược lại còn hưng phấn thống khoái nhưng lúc này hư không trùng lại đi đối phó bọn hắn rất nhiều người vừa nãy còn sống sờ sờ giờ đây chớp mắt đều đã biến thành thi thể không đầu cảnh đó khiến trong lòng bọn hắn kinh hãi thế nào chắc không cần nói cũng biết mấy vạn người đứng yên ở thành bắc không dám trốn thủ đoạn hung tàn của lục ly đã triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người tốc độ của bọn hắn chậm như vậy làm sao có thể thoát khỏi hư không trùng hư 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 chờ đánh chết xong hết thảy lục ly tiện tay thả ra vô số đạo thần lực công kích phá hủy từng mảnh từng mảnh kiến trúc trong thành tòa thành trì này vừa mới được tu kiến chỉ có quân sĩ chứ không có dân chúng hay phụ nữ trẻ em lục ly không sợ ngộ thương rất nhanh liền nện cho nơi đây thành phế tích xác định trong thành không còn một tòa kiến trúc hoàn chỉnh nào, Lục Ly chậm rãi bay tới thành Bắc, bốn, năm vạn người ở kia lập tức quỳ gối xuống, nằm rạp trên đất, không dám thở mạnh. Lục Ly mắt lạnh liếc nhìn mấy vạn người này, trầm mặt mấy giây, sau đó mở miệng nói. Ta không muốn các ngươi đầu hàng, chỉ cần các ngươi phát chủ thần huyết thệ, bắt đầu từ hôm nay thoát ly thời không phủ, ta liền tha các ngươi một mạng. Hoa Mấy vạn người bỗng chốc ồ lên xôn xao, bọn hắn gia nhập thời không phủ rất nhiều năm cảm giác quy thuộc đối với thời không phủ rất mạnh phát chủ thần huyết thệ vậy liền hoàn toàn thoát ly thời không phủ còn ai dám cả gan vi phạm chủ thần huyết thệ lần nữa quay về thời không phủ đương nhiên có người lập tức lập chủ thần huyết thệ đối với bọn hắn mà nói còn sống quan trọng hơn hết thảy thoát ly thời không phủ còn có thể gia nhập thế lực khác thậm chí có thể tổ kiến thế lực cho riêng mình thần giới lớn như vậy giờ địa bàn trống rất nhiều chính là cơ hội tốt để thoát ly thời không phủ. Lập xong chủ thần huyết thể thì đi sang bên trái. Lục Ly phất phất tay, mấy trăm người lập xong chủ thần huyết thể tức thì bay sang bên trái, những người còn lại đều hoảng, bởi vì Lục Ly lại bắt đầu phóng thích côn trùng. Đám hư không trùng chi chi chíp chíp kia không khác gì sứ giả tử thần, phải biết trong thời không thành lúc này vẫn đang còn hơn 10 vạn thi thể không đầu. Rất nhanh từng mảnh từng mảnh người lập thể đi sang bên trái, Lục Ly không nói gì thêm mắt lạnh bàn quang tiếp tục phóng thích hư không trùng số quân sĩ còn lại triệt để luống cuốn nếu bọn hắn đã lựa chọn đầu hàng trong lòng thực ra không có mâu thuẫn quá lớn với chuyện thoát ly thời không phủ hơn nữa lục ly cường đại như thế bọn hắn ở lại thời không phủ thì được lợi lộc gì tả khâu lộ và người hắc viêm điện thật có thể giết chết lục ly ư sau chừng một nén hương tất cả mọi người đều lập xuống chủ thần huyết thệ lục ly khẽ gật đầu cấp tốc thu lại hư không trùng, mở miệng nói. Hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng, các ngươi giúp ta truyền lời ra ngoài, nói tả khâu lộ làm điều ngang ngược, lục ly ta tất phải giết, người hắc viêm điện nếu muốn đối địch với ta, vậy liền không chết không thôi. Bắc bộ thần giới, lục liễu phủ. Bởi vì phủ vực này nằm ở mặt bắc thần giới, năm đó lúc ác ma xâm nhập chuyển dời tương đối nhanh, thế nên các đại gia tộc ở phủ vực này gần như không bị đã kích quá lớn. Sau khi ác ma được bình định, rất nhiều người dời đi qua, đa số thành trì bên này đều khôi phục quan cảnh như xưa. Trong lục liễu thành, hai tên hắc viêm điện ngồi ở chủ vị, tả khâu lộ và chính tên thần giới chí tôn hầu cạnh hai bên trái phải, thủ vị bên dưới là phủ chủ lục liễu phủ và tộc trưởng hai đại gia tộc trong phủ vực. Liên tục truyền tống mấy ngày, tả khâu lộ vừa gặp phủ chủ lục liễu phủ liền quyết định nghỉ ngơi ở đây một ngày, nhân tiện chiêu đãi hai vị thượng thần một phen. Trong đại điện, một đám mỹ nữ chính đang tung tăng nhảy múa, đây là vũ nữ nhà phủ chủ tự thân nuôi dưỡng, mặc dù dung mạo khí chất không phải tuyệt đỉnh, nhưng đều rất hiểu cách câu dẫn nam nhân. Một cái nhăn mày một nụ cười khẽ đều tràn đầy dụ hoặc, nhất là eo thon kết hợp bờ mông lắc nhẹ, trên thân khoác lụa mỏng như ẩn như hiện, mang đến sung kích thị giác cực mạnh. Hai vị thượng thần, ta kính các ngươi. Tả khâu lộ mặt đầy hồng quang, dùng dập kính rượu, hai tên thượng thần này một người niên kỹ hẳn không nhỏ, một người tuổi tác đoán chừng chỉ khoảng một hai trăm tuổi, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn hai tên vũ nữ trong đó. Tả khâu lộ yên ắng ám thị cho phủ chủ, hai tên vũ nữ kia lập tức đạp bước bay tới bên người thượng thần trẻ tuổi, quỳ xuống đất hầu hạ. Vị thượng thần tuổi trẻ kia cũng không cự tuyệt, còn đưa tay sờ soạn eo thon hai tên vũ nữ một cái. Vị thượng thần tuổi tác có vẻ lớn hơn thì lại không quá để ý, một mình trầm mặt uống rượu, tư thái rất cao. Hai vị thượng thần, Chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm, trời sáng liền tiếp tục truyền tống, một hơi trực tiếp tiến thẳng đến U Yến Chi Địa, thế nào? Tả Khâu Lộ lần nữa kính rượu, sau đó nói tiếp: "Ta đã triệu tập tất cả trinh sát đỉnh cấp tìm phục tới U Yến Chi Địa, rất nhanh liền có thể khóa chặt hành tung lục ly, đến lúc đó liền xem hai vị đại nhân đại triển thần uy." Thượng thần tuổi trẻ khẽ cười một tiếng, tay đã chạm vào trong váy áo hai vũ nữ, hắn không chút để ý nói: không phải chỉ là một tên nhãi ranh thôi ư. Bản công tử sẽ nhẹ nhàng diệt đi giúp các ngươi. Chính phải. Diêm công tử chiến lực cao cường, lục ly so với ngài không khác gì nhật nguyệt so với đom đóm. Tả khâu lộ nịnh bợ một tiếng, sau đó lại tiếp tục kính rượu, ánh mắt nhìn về phía thượng thần lớn tuổi nói. Vị đại nhân này, hay là đêm này để hai tên thị nữ tới làm ấm chân cho ngài? Không cần. Lão giả lạnh lùng mở miệng nói trước làm xong chính sự cái đã nếu lão giả đã không thích trò này tả khâu lộ tự nhiên cũng không miễn cưỡng gần đây hắn cũng rất đè nén bèn ngoắt hai vũ nữ tới chuẩn bị tối nay phóng túng một phen tới 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 ta kính hai vị thượng thần một chén tên tạp chủng lục ly kia đè ép chúng ta quá lâu giờ có hai vị thượng thần thay chúng ta làm chủ chúng ta yên tâm đúng thế lục ly tính là cái thá gì một tên tiểu giả chủng phi thăng từ hạ giới chỉ có mấy phần vận đạo lại muốn nhất thống thần giới thần giới há là loại người như hắn có thể nhất thống hắc hắc chờ chúng ta chém giết lục ly liền diệt luôn cả u yến chi địa quay đầu ta phải bắt lăng thanh diễn tiện nhân kia quỳ gối cầu xin trước mặt ta lục ly giết tộc nhân ta đợi khi hắn chết rồi ta phải đi xuống hạ giới diệt sạch tộc hắn chúng nhân càng uống càng nhiều nói chuyện cũng càng lúc càng lớn giọng bọn hắn đã bước lên con đường không chết không thôi với lục ly không cách nào quay đầu lại nữa, chỉ còn cách đánh giết lục ly bằng không kẻ chết chính là bọn hắn. hưu bên ngoài một tên siêu cấp đại năng thần giới đột nhiên đi đến, sắc mặt khó coi dị thường, hắn nhanh chân đi thẳng đến chỗ tả khâu lộ, dẫn lên rất nhiều người chú ý. sắc mặt tên diêm công tử kia thoáng trầm xuống, trong lòng ngấm ngầm có chút bất mãn, sao thủ hạ tả khâu lộ lại không biết điều vậy? cứ thế mạo muội xông vào, quét sạch nhã hứng của chúng nhân. lão lục chuyện gì? Tả khâu lộ cũng có chút bất mãn, ngữ khí mang theo ý của trách hỏi dò. Lão lục đi đến bên tai tả khâu lộ, thấp giọng nói. Vừa mới thu được hai tin tức, lục ly tới thời không thành, hủy đi thành trì của chúng ta. Trong thành trừ mấy vạn người thoát ly thời không phủ ra, tất cả những người còn lại đều bị giết. Cái gì? Chén trong tay tả khâu lộ bỗng chợt rớt xuống, sau đó thần sắc phẫn nộ đứng bật dậy, hô lớn. Lục ly, ngươi khinh người quá đáng khinh người quá đáng ách cả đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai nấy đều không khỏi có chút mơ hồ lục ly làm chuyện thương thiên hại lý gì mà khiến tả khâu lộ phẫn nộ như thế chẳng lẽ một tên thần giới chí tôn hồi thần vội dò hỏi phủ chủ chẳng lẽ lục ly đi thần giới ừ tả khâu lộ cắn răng nghiến lợi nói vừa mới được đến tin tức lục ly đi thời không thành chém giết đa số người bên kia. Tê tê. Trong phòng vang lên từng hồi tiếng hít thở sâu, trong mắt phủ chủ lục liễu phủ đột nhiên co rụt lại. Hôm nay hắn chiêu đãi đám người tả khâu lộ, liệu có chọc giận lục ly, dẫn đến bị đồ thành. Lục ly không chỉ hung tàn với ác ma, đối với nhân tộc hắn cũng rất hung tàn, năm đó hơi chút liền đồ thành, chỉ cần là kẻ địch thì hắn đều ra tay vô cùng ngoan lạc. Đi thời không thành lão giả thượng thần có chút bất mãn nhìn tả khâu lộ nói tình báo của ngươi làm ăn kiểu gì đấy bị người giết vào hậu phương mà giờ ngươi mới biết đại nhân là ta sai tả khâu lộ đè ép lửa giận trong lòng chắp tay nói thành trì bị đồ hắn không quá bi thương bởi vì tộc nhân hắn sớm đã bị ác ma đồ sát gần như sạch sẽ còn có một ít thì vẫn đang ở trong bí cảnh không đi ra mười mấy vạn người kia đều chỉ là bộ hạ không có bao nhiêu là tộc nhân của hắn cả miệng môi hắn có chút đắng chát công tác tình báo làm ăn kiểu gì khoan nói hiện tại hắn không người để dùng dù là trước kia lúc thời không phủ đỉnh thịnh muốn tìm được lục ly cũng không phải chuyện dễ năm đó tứ đại thế lực siêu thần tứ xứ truy sát lục ly nhưng sau cùng chẳng phải lục ly vẫn tới lui tự nhiên trong thần giới hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại trầm tư một phen sau đó chắp tay nói hai vị đại nhân thuật ẩn độn của lục ly cực kỳ lợi hại muốn tìm được hắn là điều tương đối khó. Hay là chúng ta trực tiếp đánh tới U Yến Chi Địa, chỉ cần tấn công Yến Vương Thành, Lục Ly tất phải quay về cứu viện. Lời này của tả khâu lộ khiến sắc mặt đám thần giới chí tôn còn lại không khỏi lúng túng. Thời không thành bị diệt, tả khâu lộ chân trần không sợ mang giày, nhưng bọn hắn lại sợ. Vạn nhất Lục Ly đi tấn công gia tộc bọn hắn, ai có thể đỡ được? Một khi Lục Ly phóng thích hư không trùng, đồ thành chỉ là chuyện trong vòng một hai nốt nhạc. Bởi thế điện chủ sinh tử điện vội vàng lên tiếng. Lục Ly đã chủ động tới thần giới, khẳng định là muốn quyết một trận tử chiến với chúng ta, theo ta thấy, chúng ta nên quay lại khai chiến với hắn ở thần giới. Không cần đi u yến chi địa. Lão giả thượng thần cũng khoát tay nói. Chúng ta lập tức về lại thần giới, chỉ cần khóa chặt hành tung Lục Ly, hắn tất chết không nghi ngờ. Ừ. Diêm công tử gật đầu nói u yến chi địa là địa bàn thượng thanh cung hai người chúng ta tiến vào thực ra cũng không thích hợp nếu lục ly đã chủ động tới thần giới vậy thì đơn giản trong lòng tả khâu lộ hơi gấp vội nói lục ly có thần thông phi độ hư không hơn nửa thuật ẩn độn cũng rất mạnh muốn tìm được hắn không phải chuyện dễ hừ đó là các ngươi diêm công tử đang nghe truyện trên tv audio cv đột ngột đứng bật dậy ngạo nghễ nói đừng so đám phế vật thần giới các ngươi với chúng ta chúng ta muốn tìm ai là điều quá đơn giản chỉ cần tìm được hắn lập tức có thể nhẹ nhàng bóc chết trong nháy mắt biết gì chưa thời không thành bị diệt rồi có nghe nói qua mười mấy vạn người trong thành bị diệt đầu bị gặm sạch hiện tại thi thể chất đầy khắp thành bốc mùi hôi thối cách xa hơn mười dặm đều có thể ngửi được từ ta có một vị biểu thúc đi ngang qua bên kia cũng ngửi thấy Thời không thành vừa mới được tu kiến, rất nhiều người còn đang định dời tới, không ngờ thoáng chốc đã bị hủy đi, biến thành tử thành. Lục Ly quá ác, không ngờ lại độ thành một hơi giết chết mười mấy vạn người. Hiện tại người ở thần giới vốn đã không nhiều, hắn cứ giết tiếp thế này, sợ là người thần giới đều chết sạch. Ngươi thì biết cái kỹ gì, nếu không phải Tả Khâu Lộ đi chọc giận Lục đại nhân, Lục đại nhân há sẽ giết người. Vừa mới đánh tan ác ma, Tả Khâu Lộ lập tức qua sông đoạn cầu. Nếu không nhờ lục đại nhân, thần giới sớm đã diệt vong, đây là tả khâu lộ tự làm tự chịu. Đúng, nếu không nhờ lục đại nhân, chúng ta đều phải chết. Lục đại nhân thiên uy không thể xâm phạm, tả khâu lộ còn tưởng rằng tứ đại thế lực siêu thần vẫn cứ là chúa tể thần giới, dám cả gan đi mạo phạm lục đại nhân, bị đồ thành cũng là đáng đời. Xuyệt, đừng nói nữa, vạn nhất bị trinh sát tứ đại thế lực siêu thần nghe được, chúng ta đều phải chết. Đây là đàm thoại trong tử quán ở một thành nhỏ, cũng là nội dung đàm luận chủ yếu trong gần như tất cả thành trì thần giới. Mặc dù người thần giới còn rất ít, nhưng tin tức động trời như vậy làm sao có thể áp chế được. Rất nhanh liền đã truyền khắp thần giới. Có người sợ hãi, có người mắng to, cũng có người vỗ tay bảo hay. Phần lớn người đều kêu hay, hy vọng Lục Ly có thể đại phá tứ đại thế lực siêu thần, bởi vì một khi đại phá, đồng nghĩa với cách cục trước đây bị phá bỏ đồng nghĩa với vô số cơ hội xuất hiện, đồng nghĩa với những người khác có cơ hội thượng vị. Bọn hắn dẹp đường hồi phủ. Lục Ly thản nhiên ở lại trong một thành nhỏ, Tây Lai ngồi phía đối diện, gật đầu khẳng định nói. Đã thăm dò được, bọn hắn đang ngồi truyền tống trận đi về. Vậy cũng tốt. Lục Ly như trút được gánh nặng, nếu người hắc viêm điện dẫn theo đám tả khâu lộ đi u yến chi địa, không cần người hắc viêm điện động thủ, chỉ cần tả khâu lộ động thủ, lăng thanh diễn liền không chịu được đến lúc đó hắn sẽ rất bị động hắn đã đưa tin cho đám người lăng thanh diễn để các nàng ẩn núp đi đồng thời chuyển dời gia tộc vào bí cảnh đợi sự tình lần này giải quyết triệt để hẳn đi ra chuyện lần này nên giải quyết thế nào lục ly lại có chút không dám chắc hắn không e sợ hai tên võ giả hắc phim điện kia nhưng nếu giết chết hai người vậy sẽ dẫn tới võ giả hắc phim điện càng mạnh hạ giới nếu tới một tên thiên thần tam kiếp hắn biết lấy gì ra ngăn trong lòng lục ly kết cục lý tưởng nhất chính là giết chết tả khâu lộ đồng thời đàm phán êm xuôi với người hát viêm điện như vậy hắn vừa có thể trở thành bá chủ thần giới lại vừa không có nỗi lo về sau hết thảy đều hoàn mỹ đợi bọn hắn về lại thời không thành rồi tính trước nghĩ cách đàm phán cái đã lục ly trầm ngâm một lát sau đó khua tay nói người mau chống cài cắm trinh sát vũ thấm điều tới bên này ta muốn tất cả thành trì thần giới đều có trinh sát tìm phục ta muốn biết hết thảy thông tin tại thần giới. Yên tâm đi, đại nhân. Tây Lai đứng lên nói. Hiện giờ thần giới đang rất loạn, không ngừng có người đi về từ ác ma hải vực, Tây Hải Nam Hải, bởi thế cài cắm trinh sát rất dễ dàng, ta sẽ nhanh chóng bố trí xong xuôi. Ngươi đi đi. Lục Ly khua tay nói. Đợi lúc bọn tả khâu lộ trở về thì báo ta biết. Tây Lai đi xuống, Lục Ly một mình ngồi xếp bằng trong khách sạn, Hắn một bên tu luyện thần lực một bên tự hỏi, nghĩ cách nên làm sao để xử lý em đẹp chuyện lần này. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng chốc đã qua mấy ngày, bọn tả khâu lộ liên tục truyền tống, quay về lại phụ cận thời không phủ. Thời không thành bị hủy, truyền tống trận tự nhiên cũng mất, bọn hắn chỉ có thể bay tới thời không thành. Tiêu tốn hơn nửa ngày, cả đám tới được thành trì, còn chưa đến gần, bên kia đã ập tới mùi hôi thối sọc mũi, khiến người không khỏi buồn nôn thành trì bên này xảy ra chuyện lớn như vậy người chạy đến thời không thành không dám động tới hiện trường thi thể quá nhiều bọn hắn dù có muốn vùi lấp cũng không phải chuyện dễ đám người tả khâu lộ không đi vào trong thành chỉ từ xa xa dùng thần niệm quét tới quét qua một lần sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi khắp nơi trong thành toàn là thi thể hơn nữa tất cả đều mất đầu huyết dịch chảy đầy đất kiến trúc thành bảo bên trong đều bị hủy diệt trọn cả thành trì biến thành địa ngục hư 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 bộ hạ bên ngoài thời không phủ được triệu tập về không ít hơn nghìn người vọt tới bên này khuỵu gối hành lễ trước mặt đám tả khâu lộ lục ly đâu trong mắt tả khâu lộ hiện đầy sát ý thanh âm có chút khàn khàn một tên trưởng lão siêu cấp đại năng thần giới bẩm báo nói theo như tin báo ngày đó sau khi đồ thành lục ly lập tức phi độ hư không rời đi ầm uhm. tả khâu lộ vung tay quét qua đánh bay tên trưởng lão kia cả giận quát nói ta không hỏi ngươi tình hình hôm đó ta hỏi ngươi hiện tại lục ly đang ở đâu chuyện này chúng ta làm sao biết được trưởng lão kia ngơ ngác nói lục ly đến vô ảnh đi vô tung ai biết hắn ở đâu đừng nói hiện tại thời không phủ không người dù có là lúc người nhiều thế mạnh e là cũng không tìm được lục ly vậy còn không mau phát động chúng nhân đi tìm truyền lệnh của ta sai tất cả thế lực thần giới cùng hỗ trợ tìm kiếm lục ly tả khâu lộ phẫn nộ phất phất tay sau đó đảo mắt nhìn về phía điện chủ sinh tử điện, các chủ thiên cơ các và thái thượng trưởng lão thần tượng tông, nói Ba vị, mời các ngươi cũng truyền tin đi về, triệu tập tất cả mọi người cùng tìm kiếm lục ly. Không cần tìm. Đúng lúc này, nơi xa một tiếng quát khẽ vang lên, tiếp đó một võ giả cấp tốc bay vụt đến, thần niệm chúng nhân quét qua, lại phát hiện chỉ là một tên thần linh bình thường. Người kia đối mặt với nguyên một đám đại nhân vật thần giới, song vẫn mặt không đổi sắc khoái tốc bay tới, đến cách chúng nhân chừng trăm dặm mới dừng lại nói. Tại hạ phụng mệnh đại nhân nhà ta, đặt ý tới truyền lời. Đại nhân nhà ngươi là ai? Trưởng lão thời không phủ sát khí đằng đằng hỏi. Lục ly. Thần linh kia ngạo nghễ mở miệng nói. Đại nhân nhà ta nói, năm ngày sau, hắn muốn hội đàm với một vị thượng thần hắc viêm điện trên đỉnh hắc phong sơn, không biết đại nhân hắc viêm điện có gan độc thân dự hội không? một vị thượng thần độc thân dự hội. Sắc mặt bọn tả khâu lộ khẽ biến, không lẽ Lục Ly muốn hòa đàm với hắc viêm điện? Nếu hắn nguyện ý gia nhập hắc viêm điện, như vậy hắn rất có khả năng trở thành người phát ngôn của hắc viêm điện tại thần giới, tả khâu lộ sẽ bị vô tình ném bỏ. Hai người hắc viêm điện đang trong bộ dạng ngụy trang, tránh miễn người bình thường nhận ra thân phận, cả hai liếc nhau một cái, lão giả thượng thần khẽ gật đầu. Diêm công tử nghĩ nghĩ, sau đó quay sang khẽ gật đầu với tả khâu lộ tả khâu lộ cắn răng đành chịu nói quay về nói cho lục ly như hắn sở nguyện thần linh kia nghênh ngang rời đi đám người thời không phủ nhìn mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi đáng tiếc người này chỉ là sứ giả còn phải mang tin về cho lục ly ai dám giết hắn hai tên thượng thần liếc mắt ra hiệu tả khâu lộ phất phất tay để đám thủ hạ thối lui đợi người đi hết cả tả khâu lộ mới vội vàng hỏi thượng thần các ngài thật muốn độc thân đi gặp hắn ngươi đừng nghĩ nhiều lão giả thượng thần lạnh giọng nói ta vừa gặp mặt liền lập tức tru sát hắn sẽ không nói bất kỳ chuyện gì đâu chúng ta vốn muốn dùng bí thuật truy tung hắn không ngờ hắn lại chủ động đưa tới cửa chúng ta liền không thách khí tốt quá tả khâu lộ lập tức đại hỷ không ngừng chắp tay nói vậy hết thảy dựa vào thượng thần lần này tuyệt đối đừng để lục ly chạy mất thuật ẩn độn của người này mạnh lắm. Ta nói rồi. Thượng thần hắc viêm điện quát lạnh nói. Đừng lấy các ngươi ra so sánh với chúng ta, đối với chúng ta mà nói, võ giả thần giới đều là sâu kiến, lật tay liền có thể nghiền ép. Hắc phong sơn cách thời không thành không xa, nằm ở ngay trong phủ vực phụ cận, nếu truyền tống chỉ cần một canh giờ, thần giới chí tôn phi hành đi qua cũng chỉ mất khoảng hơn một ngày. Lục ly hẹn năm ngày sau, hai vị thượng thần đều không vội vốn tả khâu lộ định bố trí người đi hắc phong sơn thăm dò một phen, nhưng hai vị thượng thần bảo bọn hắn đừng động. Nếu không dọa cho lục ly sợ chạy mất, vậy lại thành vẽ rắn thêm chân. Đối với hai vị thượng thần mà nói, chỉ cần có thể thấy được lục ly, bọn hắn tự tin tuyệt đối giết chết đối phương. Không phải bọn hắn cuồng vọng tự đại, mà đây là sự tự tin của cường giả tới từ giới diện cao hơn. Mặc dù chiến lược lục ly rất không sai, có thể đánh giết vô tinh cấp bậc thiên thần nhị kiếp, nhưng đó là trong trạng thái nuốt vào thần đan. Lục Ly mới đột phá thần giới chí tôn không lâu, đây là sự thật không cách nào cải biến. Võ giả nhị trọng thiên có thần thuật và chiến kỹ cường đại mà võ giả thần giới không khả năng có được, tương tự như một tên võ giả nhân gian đột phá thần cảnh, nhưng so với thần linh thần giới thì vẫn kém xa. Càng đừng nói hai vị thượng thần này đến đến từ đại thế lực siêu cấp ở nhị trọng thiên. Bởi thế hai vị thượng thần cho rằng, chỉ cần bất kỳ người nào trong bọn hắn gặp mặt Lục Ly, lập tức liền có thể nhẹ nhàng chém giết. Đã vậy thì cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, đi thăm dò Hắc Phong Sơn. Còn về Lục Ly có bố trí mai phục ở Hắc Phong Sơn hay không, điểm này hai vị thượng thần căn bản không cân nhắc tới. Thần giới vốn không có cường giả nào đáng kể, dù Lục Ly dẫn theo đám người lăng thanh diễn, hoặc là bố trí pháp trận nào đó, đối với bọn hắn mà nói thì cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì tả khâu lộ đành an trí chúng nhân trong một thành nhỏ ngay phụ cận sau đó triệu tập người đi thu liễm thi thể xử lý hậu sự lê thúc năm ngày sau để ta đi cho trong một tòa thành bảo ở thành nhỏ diêm công tử một bên thản nhiên uống rượu một bên mở miệng nói lão giả thượng thần khẽ nhíu mày nói vẫn nên để ta đi thì ổn thỏa hơn trước lúc hạ giới phụ thân ngươi từng dặn dò ta chiếu cố ngươi ha ha diêm công tử khẽ cười nói Lê Thúc, ngươi đang kinh thường ta, hay là xem trọng tên lục ly kia? Nói thế nào ta cũng là thiên thần nhị kiếp, hơn nữa, trên người ta còn khoác thanh hồng giáp, đây chính là hồng linh thiên bảo, ngươi nghĩ lục ly có thể phá được ư? Ừ. Lê Thúc ứng một tiếng, lại vẫn không tỏ rõ thái độ. Không phải hắn lo lắng Diêm Công Tử xảy ra chuyện, mà chỉ sợ Diêm Công Tử tuổi trẻ không biết xử lý sự tình, nhất thời không cẩn thận sẽ để Lục Ly trốn mất, như thế sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Lê Thúc. Diêm công tử tiếp tục thuyết phục. Lần này ta theo tới, phụ thân hy vọng ta rèn luyện một phen. Hiện tại Lục Ly chính là đối thủ cực kỳ tốt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn chạy trốn. Hơn nữa ngươi cũng có thể ngồi chờ ở gần đó, nếu hắn định chạy, ta lập tức thông báo ngươi. Được rồi. Cuối cùng Lê Thúc cũng đồng ý, gật đầu nói. Vậy ngươi đi thôi, ta tìm phục ngay gần đó vừa thấy tình hình không đúng liền lập tức báo tin cho ta ngoài ra đừng để bị hắn mê hoặc tìm cơ hội trực tiếp giết chết là xong thời không phủ đi theo chúng ta nhiều năm không cần phải thay đổi người phát ngôn ở thần giới làm gì được rồi diêm công tử đáp ứng vui vẻ đứng lên nói lê thúc ngươi nghỉ ngơi trước ta ra ngoài đi dạo trong thành hình như có một vị mỹ nữ không sai lê thúc nhướng mày thần niệm quét qua thấy được trong thành bảo gần đó có một nữ tử dung mạo tuyệt đẹp, tuổi tác có vẻ còn rất trẻ, hình như là tiểu thư nhà thành chủ. Hắn nghĩ nghĩ rồi khuyên nhủ nói. Đồ vui thì cũng đường, nhưng đừng làm loạn, xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng không tốt đối với danh dự hắc viêm điện. Ha ha ha. Diêm công tử cất bước đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Lê Thúc đa tâm, bằng vào thân phận địa vị của ta, cần muốn nữ nhân, hơn phân nửa thế lực trên khắp thần giới đều sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa, không cần phải cưỡng ép. Diêm công tử đi ra, Lê Thúc thu hồi thần niệm, đôi mắt thoáng lấp lánh, lạnh giọng lẩm bẩm nói. Lục Ly, xin lỗi, đừng trách chúng ta. Muốn trách chỉ trách ngươi sinh không gặp thời, còn đối nghịch với hắc viêm điện. Không giết chết ngươi, hắc viêm điện chúng ta còn làm sao ngẩng đầu gặp người ở nhị trọng thiên. Năm ngày nháy mắt trôi qua, Diêm công tử và Lê Thúc sớm một bước đi qua, tả khâu lộ và chính tên thần giới chí tôn kia cũng tới, chẳng qua trừ Diêm công tử ra, những người còn lại đều tìm phục trong một thành nhỏ cách đó 10 vạn dặm. Khoảng cách 10 vạn dặm đối với một đám thần giới chí tôn mà nói thì chỉ chừng khoảng nửa nén hương, trên người Diêm công tử còn có thần giáp, Lê Thúc không lo lắng lục ly sẽ giết được hắn. Bởi thế bọn hắn mới tìm phục ở chỗ này, tránh miễn dẫn lên lục ly đề phòng, trước một bước phi độ hư không thoát đi. Diêm công tử một thân một mình nghênh ngang bay về phía hắc phong sơn, khí thế đẩy lên cực thịnh, tự hồ sợ người khác không biết hắn tới. Hắn làm vậy thực ra cũng là mang thâm ý, muốn nói cho lục ly biết, hắn chỉ đến một mình, mục đích là để đàm phán. Trên đỉnh hắc phong sơn, lục ly một mình ngồi bên cạnh bàn đá, bàn đá này là do dùng binh khí gọt ra, hắn còn pha sẵn trà nước, thản nhiên vừa uống vừa chờ đợi. Trọn cả hắc phong sơn chỉ có mình hắn, hắn cũng không bố trí sát trận khốn trận, chẳng qua xuất phát từ lý do ổn thỏa hắn vẫn bố trí hai truyền tống trận một chiều hưu sau chừng nửa nén hương một đạo nhân ảnh bay vụt lên từ dưới chân núi người kia như quỷ hồn cấp tốc đi lên rất nhanh liền đến sau lưng lục ly chắp tay nói đại nhân một tên cường giả đang yên ắng đến gần khoảng một nén hương sau sẽ đến trong một thành nhỏ cách mười vạn dặm về phía tây cũng xuất hiện một đám cường giả hẳn là tên thượng thần còn lại và bọn tả khâu lộ lục ly không bố trí gì nhưng không có nghĩa là hắn mặc kệ không quản chí ít hắn phải nắm bắt được thông tin không đến nỗi bị người gài mà còn không biết mười vạn dặm lục ly khẽ gật đầu khua tay nói tốt ngươi lui xuống trước đi để các huynh đệ xung quanh cũng rút lui rút lui tay lai nhướng mày nói hay là đợi sự tình xử lý xong hẳn rút tầm quan trọng của lục ly đối với u yến chi địa thế nào chắc không cần nói cũng biết Tây Lai muốn ở lại đây theo dõi thế cục, nếu có tình huống đặc biệt cũng tiện kịp thời thông tri. Không cần. Lục Ly kiên quyết khoát tay nói. Một khi tình huống không đúng, ta liền lập tức rút lui, chiến đấu ở cấp bậc này, dù các ngươi phát hiện vấn đề cũng không kịp thông báo. Các ngươi lưu lại còn rất dễ bị bọn tả khâu lộ đánh chết, hiện tại trinh sát thần giới còn rất ít, đừng hy sinh vô ích. Được rồi. Tây Lai lĩnh mệnh lui ra, Lục Ly tiếp tục thản nhiên uống trà, lẳng lặng chờ đợi cường giả hắc viêm điện đi đến. Hưu. Sau một nén hương, chân trời nơi xa vang lên tiếng xé gió, một người lấy tốc độ cực nhanh áp sát tới gần, chớp mắt liền đã tới trên đỉnh Hắc Phong Sơn. Diêm công tử khoác một bộ cẩm bào màu trắng, khí độ phi phàm, thần niệm sớm đã khóa chặt Lục Ly, hắn đã từng nhìn qua chân dung Lục Ly. Chẳng qua hắn không vừa đến đã lập tức trực tiếp động thủ, mà hạ xuống trước mặt Lục Ly, cách khoảng vài trăm mét, trầm giọng hỏi: Ngươi chính là Lục Ly. Ta là Diêm chân hắc viêm điện. Trẻ thật đấy. Lục Ly quét mắt nhìn qua, cảm ứng khí tức người này một phen, sau đó đứng dậy chắp tay nói. Diêm công tử, có gan tới uống chén trà, trò chuyện chút không? Thần niệm Diêm công tử đảo quanh bốn phía, xác định phụ cận không có bất kỳ bố trí nào, lúc này ánh mắt hắn mới tập trung nhìn về phía Lục Ly, nói. Có gì để nói đâu? Thời không phủ là chó do hắc viêm điện chúng ta nuôi, ngươi đánh chó nhà chúng ta, vậy thì phải có giác ngộ chọc giận đến chủ nhân. Đừng nói hát viêm điện chúng ta không giảng đạo lý, ta cho ngươi cơ hội nói ba câu, nếu trong vòng ba câu vẫn không thể thuyết phục ta, ta đành phải ra tay chém giết ngươi. Ha ha ha! Lục Ly bật cười ha hả, trong tay hiện ra hàng phong chiến đao, quát lạnh nói. Ta hy vọng ngươi làm rõ điểm này, ta nói chuyện với các ngươi chỉ là vì muốn giảm bớt chút phiền toái, chứ không phải là ta sợ hắc phim điện các ngươi. Lời này của Lục Ly rất cùng vọng, lại không dẫn lên Diêm Công Tử phẫn nộ, ở trong mắt Diêm Công Tử, Lục Ly chỉ như một con kiến hôi, căn bản không cùng một cấp bậc với bản thân. Một tên tiểu lâu lâu kêu gào với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn kêu gào ngược trở lại? Thế chẳng phải càng mất thân phận. Diêm Công Tử vừa tới lại không lập tức động thủ, mà tự báo gia môn, đồng thời cho Lục Ly cơ hội nói ba câu, đây là do tâm lý kiêu ngạo của hắn đang quấy phá. Ngữ khí tuy không ngạo nghễ, nhưng trong cốt tủy lại đầy vẻ cao cao tại thượng, nhìn Lục Ly như là dung dế. Lục Ly vừa dứt lời, hắn liền khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Câu đầu tiên, ngươi còn cơ hội nói hai câu nữa. Thật cuồng. Lục Ly cảm thấy mình bị coi thường, bị miệt thị, song hắn vẫn không nổi giận, trầm mặt một lát, sau đó đi thẳng vào vấn đề thù hận giữa ta và thời không phủ không phải ngày một ngày hai, không dễ để cởi bỏ được, bởi thế tả khâu lộ tất phải chết. Sau khi ta giết tả khâu lộ, các ngươi có thể nâng đỡ thế lực khác thượng vị, ta tuyệt sẽ không can thiệp. Cũng sẽ không nhất thống thần giới, ta chỉ mong được an nhàn thế nào? Ý tứ lục ly rất rõ ràng, hắn không tranh đoạt địa bàn và lợi ích với hắc viêm điện, chỉ cần hắc viêm điện vứt bỏ tả khâu lộ, hắn liền sẽ không đối địch cùng hắc viêm điện nữa. Ha ha, Diêm công tử cười lên một tiếng dễo cợt, như thể nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, lần này hắn không nhắc nhở đây là câu nói thứ hai, mà quay sang nhìn chầm chầm lục ly nói. Ngươi tính là cái thái gì? Thật tưởng mình là nhân vật, có tư cách đàm phán với chúng ta. Ở trong mắt chúng ta, ngươi không khác gì con sâu cái kiến. Ngươi đánh chó nhà chúng ta, giờ còn muốn bàn điều kiện. Ngươi cũng xứng. Lời diêm công tử rất khó nghe, nhưng lục ly vẫn không tức giận nhị trọng thiên cao hơn thần giới một bậc người bên kia tự nhận mình thượng đẳng điều này có thể hiểu được hắn chỉ biết nhún vai đành chịu nói vậy tức là không còn gì để nói cả ngươi tưởng ta tới đây là để nói chuyện cùng ngươi diêm công tử cười nhạo một tiếng trực tiếp nói ta tới là để giết ngươi chó nhà ta tuy vô dụng nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt thế nên ngươi chết đi ông một tay diêm công tử đột nhiên sáng lên Hắn hướng vào trong hư không tung ra một chiêu, miệng quát khẽ. Gió tới. Cánh tay vừa hất lên, lập tức phong vân như chợt biến sắc, giới từ khắp bốn phương tám hướng vọt tới bên này, sau đó gào thét lao về phía Lục Ly. Những cơn gió này không trực tiếp thổi đến, mà kéo thành đường công kỳ dị bay tới Lục Ly. Nháy mắt, Lục Ly cảm thấy toàn thân như bị vô số sợi tơ kéo chặt, khiến hắn không cách nào di động mảy may. Đây là chân ý gì? Thật là biến thái. Thần sắc lục ly bỗng trở nên ngưng trọng, tốc độ ra tay của Diêm Công Tử quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, Diêm Công Tử đã lại lần nữa duỗi ra cánh tay, miệng quát khẽ. Lôi đến. Rầm rầm rầm. Trên chín tầng trời đột nhiên truyền xuống từng hồi sấm vang chấp giật, từng đạo lôi điện thô to gào thét trút xuống, bắn thẳng đến chỗ Diêm Công Tử. Lục ly vốn định nhân lúc này phóng thích hư không trùng, nhưng sau khi nhìn thấy lôi điện hắn liền đứng im không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn Diêm Công Tử, tập trung quan sát động tác đối phương hai tay diêm công tử thu lại cấp tốc biến hóa thủ ấn những lôi điện kia bị hắn kéo đến trên hai tay du tẩu vần quanh không ngừng áp súc sau cùng biến thành một lôi cầu cực lớn lôi bạo diêm công tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ hai tay vung lên một quả lôi cầu lớn bằng đầu người gào thét bay tới lôi cầu này không lớn lại mang đến cho lục ly cảm giác cực kỳ khủng bố vừa rồi chí ít phải có mấy chục đạo lôi điện bay xuống lại bị áp súc thành một quả lôi cầu nhỏ thế này, nếu lôi cầu tiến vào trong thân thể võ giả, dù nhục thân khủng bố đến đâu chắc cũng bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Lôi điện có lực xuyên thấu cực mạnh, dù võ giả khoác chiến giáp cường đại, lôi điện cũng vẫn có thể nhẹ nhõm đâm xuyên vào, sau đó phát nổ trong cơ thể võ giả. Sát chiêu này cực kỳ lợi hại, không hổ là cường giả đến từ nhị trọng thiên, Diêm công tử quả nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. Chẳng qua, nếu là công kích khác có lẽ Lục Ly sẽ sợ hãi, nhưng Duy chỉ có công kích lôi điện là hắn không chút sợ sệt, bởi vì trong cơ thể hắn có tụ lôi đại trận, lôi điện dù mạnh đến đâu cũng đều có thể chuyển hóa thành năng lượng đặc thù. Xuy suy chớp mắt, lôi cầu kia đánh trúng Lục Ly, lôi điện lại không có lập tức phát nổ mà nhẹ nhàng tiến vào trong thân thể Lục Ly. Khóe miệng Diêm Công Tử nhất lên ý cười lạnh lùng, mắt nhìn chầm chầm khuôn mặt Lục Ly, như thể muốn chứng kiến thần tình sợ hãi trước lúc chết của hắn a à. nhưng khiến diêm công tử kinh ngạc chính là sắc mặt lục ly bình tĩnh dị thường ánh mắt bình thản như nước tựa hồ không cảm nhận được lôi cầu đang tiến vào trong thân thể mình một người dù tố chất tâm lý có mạnh đến đâu lúc đứng trước nguy cơ sinh tử đều cũng sẽ sợ hãi đây là bản năng của con người dù là lão bất tử sống mấy chục vạn năm cũng không ngoại lệ chẳng lẽ lục ly thật không sợ chết hay là hắn phản ứng chậm mất một nhịp một giây sau Lục Ly nhắm mắt lại, một chuyện khiến Diêm Công Tử càng thêm kinh hãi xảy ra, Lục Ly nhắm mắt chừng một giây, sau đó lần nữa mở ra, khóe miệng nhếch lên ý cười nhìn Diêm Công Tử nói. Diêm Công Tử, quy lực sát chiêu nhị trọng thiên các ngươi sao yếu thế? Hay ngươi chỉ là loại phế vật ở nhị trọng thiên? Ách! Trong mắt Diêm Công Tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện đầy vẻ không dám tin tưởng. Ở nhị trọng thiên, lôi bạo chân ý này của hắn có thể xếp vào hàng tốt trăm chân ý hàng đầu. Rất nhiều thiên thần nhị kiếp ở nhị trọng thiên đều e sợ chân ý này của hắn cái, thế mà giờ lại không cách nào tổn thương được lục ly dù chỉ một cọng lông. Thậm chí có cảm giác như toàn bộ công kích của hắn đều bị lục ly thôn vệ hấp thu. Lôi đến. Hắn không dám tin tưởng sự thật trước mắt, lần nữa vung tay lên không trung, lập tức vô số lôi điện giữa trời gào thét trút xuống. Lần này hắn ngưng tụ tận 100 đạo lôi điện, tạo thành hai quả lôi cầu. Lôi bạo. Hắn cầm lên, lôi cầu gào thét đánh vào trong thân thể Lục Ly, nhưng chuyện khiến hắn hoảng sợ lần nữa xảy ra. Lôi điện khủng bố sau khi tiến vào thân thể Lục Ly, lại như giọt nước chảy vào trong biển, không kích lên được chút gợn sóng nào. Công kích của ngươi quá yếu. Chừng hai nhịp thở sau, Lục Ly lần nữa cất tiếng, khóe miệng chứa đầy vẻ châm chọc khiến Diêm công tử nhìn mà không khỏi sửng sốt. Hắn mở to hai mắt nhìn chầm chầm hai tay mình, trong đầu toàn là chấn kinh, không cách nào nghĩ thông. Sát chiêu cường đại như thế, ở nhị trọng thiên có thể nhẹ nhàng oanh sát thiên thần nhị kiếp bình thường, thế mà giờ lại vô dụng trước một con kiến hôi ở hạ giới. Xoẹt! Diêm công tử sửng sốt, quên đi khống chế làn gió xung quanh, lục ly cảm giác trói buộc từ gió yếu bớt, lập tức chấn động thần lực, giải thoát đi ra. Sát đế quỷ trảm, hắn vung lên hàng phong chiến đao bất thần chém tới diêm công tử một đạo đao mang kinh thiên sáng lên đao mang lộn vòng ba lượt giữa không trung ngay lúc diêm công tử vừa mới kịp có phản ứng liền trùng trùng phách xuống oanh một đạo nổ vang trầm muộn diêm công tử bị đánh bay đi ra lần này đến lượt lục ly chấn kinh bởi vì diêm công tử trừ bị đánh bay và dặm ra thì không còn bị bất cứ thương tổn nào khác thậm chí sắc mặt không hề có dù chỉ một tia biến hóa hồng linh thiên bảo Mắt lục ly nhìn chầm chầm bảo giáp màu xanh trên thân diêm công tử, vừa rồi trong bảo giáp kia phóng thích ra một đạo khí tức hùng hậu, ngăn cản gần như toàn bộ lực sát thương của sát đế quỷ trảm. Đi! Lục ly rút đi không chút ngập ngừng, mặc dù lôi bạo chân ý của diêm công tử không giết chết được hắn, nhưng đối phương khẳng định còn có sát chiêu khác. Nếu lục ly đã không giết chết được đối phương, vậy ở lại đây cũng chẳng ý nghĩa gì. Ông! Hắn vọt vào trong một truyền tống trận, quang mang lấp lánh thân ảnh hắn cứ thế khoái tốc tan biến khỏi đỉnh hắc phong sơn lục ly đã truyền tống đi nhưng diêm công tử mãi vẫn chưa hồi thần lại được hắn một mực không nghĩ thông tại sao công kích cường đại như vậy lại không cách nào tạo thành dù chỉ một tia thương tổn đối với lục ly điều này hệt như một tên cự hán thành niên cầm lan nha bỗng nện lên đầu một đứa trẻ đứa bé kia lại xoa đầu nói chẳng đau gì cả sau khi lục ly truyền tống rời đi chừng hơn 10 nhịp thở hắn mới dần hồi thần lại, chẳng qua hắn không cất bước đuổi theo. Nếu Lục Ly đã sớm bố trí truyền tống trận, nghe nói còn có thần thông phi độ hư không, vậy thì giờ có truy sát cũng chẳng nghĩa lý gì nữa. Hắn bị nện vào trong một ngọn núi lớn, lúc này lại không bay ra, cứ sửng sốt nằm đó suy nghĩ, không biết rốt cục đã xảy ra vấn đề ở đâu. Thanh thế công kích bên này cực lớn, thành nhỏ cách xa 10 vạn dặm đều cảm ứng được. Diêm công tử dẫn tới lôi điện, cộng thêm đao mang chói mắt của lục ly không gian ba động cũng lớn đám người lê thúc và tả khâu lộ trong thành tự nhiên rất dễ cảm ứng ra được hưu lê thúc tức tốc hóa thành một đạo tàng ảnh lao vút về phía hắc phong sơn nếu đã giao chiến hắn liền không cố kỵ gì nữa định lập tức xông đi qua nếu lục ly chết rồi vậy liền xong xuôi nếu còn không chết hắn có thể thuận tay đưa lục ly lên tây thiên đi đám người tả khâu lộ cũng hưng phấn bay vụt tới Diêm công tử khai chiến với Lục Ly, thịnh sự như thế bọn hắn há sẽ bỏ lỡ, nếu còn cơ hội bọn hắn có thể bổ thêm một đao. Khoảng cách 10 vạn dặm đối với chúng nhân mà nói thì thực sự quá ngắn, chỉ sau mấy chục giây, tất cả mọi người đều đã vọt đến dưới hắc phong sơn, thần niệm chúng nhân đảo quanh bốn phía, rất nhanh ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn không tìm được Lục Ly, chỉ phát hiện Diêm công tử bị nện vào trong lòng núi. Mặc dù nhìn Diêm công tử có vẻ không bị thương, nhưng lúc này nét mặt hắn đầy vẻ thất thần rõ ràng đã bị đã kích không nhỏ hả lê thúc thoáng biến sắc trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận bởi vì lúc trước hắn đã từng hai lần tuyên bố nói đừng tầm phế vật thần giới ra so sánh với mình bọn hắn là tin anh đến từ nhị trọng thiên đối với võ giả thần giới mà nói thì là tồn tại cao hơn một cấp lại không ngờ hôm nay diêm công tử không chỉ có không giết được lục ly ngược lại còn bị đánh cho nhếch nhác thế này cảnh đó không chỉ khiến hắn mất mặt mà ngay cả hắc phim điện cũng mất sạch mặt mũi hừ hắn trùng trùng hừ lạnh một tiếng diêm công tử lập tức tỉnh ra sắc mặt có vẻ rất mất tự nhiên lập tức tung người bắn ra từ trong núi ánh mắt lấp lánh có chút đắng chắc nói lê thúc tiểu tử kia rất tà môn lôi bạo chân ý của ta vô hiệu với hắn cái gì lần này đến lượt lê thúc sửng sốt hắn biết rất rõ lôi bạo chân ý của diêm chân thiên thần nhị kiếp bình thường nếu bị đánh trúng không chết cũng phải lột da lại không ngờ chẳng hề hiệu quả đối với lục ly đám người tả khâu lộ ngơ ngác chớp chớp mắt ai nấy đều không khỏi mơ hồ bọn hắn không hiểu nhiều về lôi bạo chân ý nhưng hiển nhiên cũng biết đây là chân ý rất cường đại nói chân ý này không giết chết lục ly bọn hắn còn có thể hiểu được nhưng vô hiệu với lục ly là có ý gì chẳng lẽ là linh thể thuộc tính lôi trời sinh hay là hắn cảm ngộ được lôi điện chân ý đẳng cấp cực cao. Ánh mắt Lê Thúc Thoáng lấp lánh, trừ hai khả năng này ra, hắn không nghĩ ra lý do nào khác. Thế là bèn quay mắt nhìn sang Tả Khâu Lộ nói: "Tên Lục Ly này có thành tựu rất cao ở phương diện lôi điện chân ý." Không nghe nói qua. Tả Khâu Lộ lắc đầu đáp: "Lục Ly có hai loại sát chiêu mạnh nhất, một là Sát Đế chân ý, hai là Quỷ Vương Trảm. Chiêu thức lợi hại nhất của hắn chính là Quỷ Vương Trảm." cũng chính là sát chiêu đao mang lộn vòng ba lần giữa không trung vừa rồi. Vậy thì là linh thể thuộc tính lôi. Lê Thúc khẽ gật đầu, sau đó khoát tay nói. Mặc kệ hắn là linh thể gì, lần này bản tọa đích thân xử lý hắn. Tả Khâu Lộ hơi có chút gấp gáp nói. Lục Ly đã trốn, nhất định là đã dùng phi độ hư không thoát đi, muốn đuổi kịp hắn e rằng rất khó. Ta nói rồi, đừng có cầm thần giới Lê Thúc còn chưa nói hết câu đã chợt đột nhiên ngắt lời, trước đó hắn đã hai lần nói vậy, giờ Diêm Chân vừa mới bị đánh mặt, lại nói chính là tự rước lấy nhục. Vậy là bèn khu tay ra lệnh. Diêm Chân, dùng cửu tinh bàn truy tung lục ly. Vâng. Diêm công tử ứng tiếng, giới chỉ sáng lên quang mang, lấy ra một bảo vật la bàn màu vàng. Bảo vật kia toàn thân ám vàng, mặt trên điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, ngoài ra còn có thứ gì đó như là chiếc thì đặt ở chính giữa. Diêm công tử nhắm mắt lại, thần lực trong tay quán chú vào, la bàn sáng lên, chiếc thìa quay vòng, sau khi chuyển động chính vòng liền ngừng lại, một đầu chỉ hướng Tây Bắc, một đầu chỉ hướng Đông Nam. Phía Đông Nam, đuổi. Lê Thúc quét mắt nhìn qua, trên thân cuộn trào sát khí, lao vút mà đi. Diêm công tử cũng cấp tốc đuổi kịp. Đám người tả khâu lộ liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền cũng đi theo. Hai người Lê Thúc rõ ràng chiếu cố chúng nhân, cố ý áp chế tốc độ, bằng không đám người tả khâu lộ khẳng định không cách nào đuổi kịp sau khi chúng nhân đuổi tới tả khâu lộ nhịn không được hiếu kỳ trong lòng vội dò hỏi hai vị thượng thần đây là bảo vật gì sao có thể khóa chặt hành tung lục ly đây là cửu tinh bàn lê thúc dừng một lát sau đó giải thích nói chỉ cần khóa chặt khí tức sinh mệnh lục ly liền có thể một mực truy tung theo vừa rồi diêm chân đã khóa chặt khí tức sinh mệnh lục ly dù hắn có chạy tới chân trời góc bể chúng ta đều có thể nhẹ nhàng tìm ra được tốt quá nhất thời đám người tả khâu lộ đại hỷ điều bọn hắn lo lắng nhất chính là thần giới quá lớn hiện tại bọn hắn đã không có quá nhiều trinh sát không cách nào truy tung lục ly bây giờ lê thúc nắm chắc như thế vậy lục ly nhất định trốn không thoát một khi tìm tới hai vị thượng thần cùng lúc động thủ lục ly chết chỉ là chuyện sớm hay muộn nhị trọng thiên quả nhiên có nhiều bảo vật, cử tinh bàn này thật lợi hại. Trong lòng đám người tả khâu lộ không khỏi lần nữa sinh ra tâm lý kiên sợ đối với nhị trọng thiên, tùy tiện cầm ra một bảo vật đều có năng lực nghịch thiên như thế, ai biết trên thân hai người còn có bảo vật kỳ dị nào nữa. Lục ly liên tục phi độ hư không năm lần, sau đó ngừng lại, đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, nét mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện mình phạm phải một sai lầm chí mạng, hắn đã đánh giá quá cao thực lực bản thân, cũng đánh giá quá thấp chiến lực thần thông của cường giả nhị trọng thiên. Hắn độc thân dự hội, còn cùng vọng muốn đàm phán với cường giả nhị trọng thiên. Trước đó hắn còn không cảm thấy gì, lúc này mới phát hiện bản thân quá mức ngây thơ, cũng quá mức cuồng vọng. Nhớ đến vừa nãy bị gió trói buộc khiến cả người hoàn toàn không thể cử động, lúc này sống lưng hắn vẫn còn cảm thấy lạnh toát. Nếu công kích của Diêm Công Tử không phải lôi bạo chân ý, mà là chân ý nào khác, không cần một chiêu liền có thể nhẹ nhàng diệt sát hắn, chỉ cần phá vỡ phòng ngự, vừa rồi hắn đã chết tươi. Diêm công tử có thể không ngừng dùng gió trói buộc hắn, từng chút từng chút hủy đi nhục thân hắn, thẳng đến khi thịt nát xương tan. Dù sao nhị trọng thiên cũng là giới diện cao hơn thần giới một bậc, hệt như trên lệch giữa thần giới với nhân gian. Cường giả cấp thần của phàm giới dù cường đại đến mấy cũng sao so được thần giới. Ta thực sự quá bất cẩn, quá khinh địch. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, hai hàng lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt. Trên người Diêm Công Tử có chiến giáp hồng linh thiên bảo, hắn căn bản không phá nổi, như vậy hắn gần như không có hy vọng chiến thắng. Hiện tại chỗ dựa duy nhất của hắn chính là phi độ hư không, có thể khiến cho đám người Diêm Công Tử không tài nào đuổi được. Vấn đề là, nếu đám người tả khâu lộ đi u yến chi địa, dù bọn bàn vũ thấm lăng thanh diễn đã dời đi, nhưng chỉ cần tả khâu lộ tùy tiện đồ sát trong u yến chi địa, bức hắn phải đi u yến chi địa, đến lúc đó hắn biết làm thế nào. Lui một vạn bước mà nói. Dù hắn mặc kệ con dân u yến chi địa chết sống, nếu bọn tả khâu lộ hạ giới, muốn diệt đi đấu thiên giới, hắn quản hay là không quản. Lục Ly cảm thấy chuyện lần này rất vướng tay, cường giả hắc viêm điện như là một đạo lạch trời chắn ngang trước mặt hắn. Mặc dù tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nang đề tự hồ vẫn chưa thể giải lấy năng lực hiện tại của hắn thì không cách nào vượt qua được đạo lạch trời này đối diện với lực lượng tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều vô dụng điểm cơ bản nhất chính là diêm công tử mặc vào chiến giáp hồng linh thiên bảo khiến đối phương dù có đứng đấy cho hắn bổ đều bổ không chết không giết được diêm công tử bằng với hắn có dùng mưu kế nào cũng đều vô dụng bởi vì hắn không cách nào tạo được uy hiếp đối với người hát phim điện trong khi người hắc viêm điện lại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Năng lực phòng ngự của Hồng Linh Thiên Bảo quá khủng bố, trừ phi hắn có thể lần nữa được đến một viên thần đan, khiến cho chiến lực bản thân đề thăng vô số lần. Nhưng loại thần đan này chỉ đại thế lực nhị trọng thiên mới có, hơn nữa dù cho hắn thần đan, một khi nuốt vào, hắn tuyệt đối cũng sẽ bị phản vệ mà chết. Chẳng lẽ thật phải đi nương nhờ Thượng Thanh Cung? Trong đầu Lục Ly chớp qua ý niệm này, nếu tìm đến nương nhờ Thượng Thanh Cung, vấn đề liền có thể được giải quyết. Thượng Thanh Cung lên tiếng, người hát viêm điện thối lui, chuyện lần này xem như bỏ qua. Chỉ là kiêu ngạo trong lòng Lục Ly không cho phép hắn làm vậy. Nếu hắn cúi đầu, vậy hắn còn là hắn nữa ư? Đoạn đường kiên trì bao lâu nay còn ý nghĩa gì nữa? Nương nhờ Thượng Thanh Cung, bằng với biến thành con chó được người khác nuôi, dù sau này nhất thống thần giới thì cũng chỉ là khôi lỗi trong tay người ta. Sinh tử và tôn nghiêm, cái nào quan trọng hơn? đối với lục ly mà nói, khẳng định là cái sau. Nếu không có ngạo cốt, không có đấu chí bất khuất, hắn đã không đi được đến hôm nay. Gặp chút suy sụp liền không lưng, liền cúi đầu, liền phải thần phục, đấy không phải con người lục ly hắn. Hồng Linh Thiên Bảo Phải làm sao mới có thể phá được Hồng Linh Thiên Bảo? Lục ly sa vào trầm tư, rất nhanh trong lòng hắn khẽ động, tự hồ hắn cũng có một kiện bán Hồng Linh Thiên Bảo. Hắn đã nắm trong tay ba tòa thần sơn, nếu có thể tìm tới hai tòa thần sơn còn lại, liền sẽ có thể dung hợp thành một kiện Hồng Linh Thiên Bảo. Cùng là Hồng Linh Thiên Bảo, dù chưa hẳn đã có thể phá đi chiến giáp trên người Diêm công tử, nhưng chắc chí ít cũng có thể tạo thành chút thương tổn với hắn. Đi, về lại U Yến chi địa, tiến vào cổ ma tử địa. Lục Ly quyết định chủ ý, lập tức không quản gì nữa cả, vội cấp tốc phi độ hư không tiến thẳng về hướng bắc. Hiện tại linh hồn hắn đã rất cường đại, liên tục phi độ hư không trăm lần đều không cảm thấy linh hồn suy nhược. Hả? Đầu bên kia, bọn Lê Thúc và Diêm Chân đột nhiên ngừng lại, bởi vì cửu tinh bàn trong tay Diêm Chân khẽ chuyển động, chiếc thì đảo chiều chỉ về hướng Bắc. Hắn trốn về hướng Bắc. Diêm Chân rất khẳng định nói, cửu tinh bàn này tuyệt đối không sai được. Một khi khóa chặt lục ly, trừ phi lục ly rời khỏi thần giới, bằng không hoàn toàn có thể nhẹ nhàng truy tung theo. Đi, truyền tống về hướng Bắc lê thúc quả quyết hạ lệnh đồng thời dặn dò nói trên đường đi chúng ta đê điệu chút đừng để lục ly phát hiện chúng ta đang truy tung hắn chỉ cần đuổi kịp bản tọa sẽ đích thân ra tay một chiêu liền diệt sát hắn đê điệu chút bọn tả khâu lộ lúng túng nhìn nhau nhiều thần giới chí tôn như vậy làm sao có thể đê điệu được dù thu liễm thế nào khí tức cũng vẫn rất kinh người trên đường đi không ngừng truyền tống U Yến Chi Địa khẳng định có mai phục trinh sát ở các đại thành trì, sợ rằng bọn hắn không cách nào che giấu hành tung được. Sau khi nghe tả khâu lộ nói ra lo lắng trong lòng, giới chỉ trên tay lê thúc lên, lấy ra một ít đan dược phân phát cho chúng nhân. Một viên đan dược có thể dùng trong một tháng, sau khi dùng, có thể tùy ý điều tiết khống chế khí tức. Chúng ta ngụy trang thành võ giả bình thường, như vậy sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra nữa. Không vấn đề. Tả khâu lộ đại hỷ nói, Đoạn thời gian này, rất nhiều người truyền tống qua lại giữa các thành trì, chúng ta chỉ có 12 người, một khi áp chế khí tức, Ngụy Trang cẩn thận một phen, trinh sát bình thường căn bản không phát hiện ra được. Chúng nhân vội vàng nuốt xuống đang dược, cải trang giả dạng, có người dùng mặt nạ kỳ dị, có người dùng dịch dung đan, vân vân. Rất nhanh cả đám đều đã biến thành võ giả bình thường, nhìn từ bên ngoài không thấy có chỗ nào dị dạng cả. Chúng nhân lần nữa khoái tốc truyền tống mà đi. Chẳng qua so với tốc độ truyền tống của Lục Ly thì vẫn quá chậm. Một lần phi độ hư không, Lục Ly có thể xoải ngang qua hơn một phủ vực, một lần phi độ hư không mất vẻn vẹn nửa canh giờ, bọn tả khâu lộ muốn xoải qua một phủ vực cần truyền tống mấy lần. Thời gian tiêu tốn chí ít cũng phải 3-4 canh giờ. Trên đường Lục Ly gần như không dừng lại, hắn tính một hơi phi độ hư không đến thẳng U Yến chi địa rồi mới nghỉ ngơi. Sự cường đại của Diêm công tử khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt hắn cần phải nhanh chóng lấy cho bằng được hai tòa thần sơn còn lại. Mất dấu Ba ngày sau, ở trong một tòa thành bảo, Tây Lai được đến báo cáo từ thủ hạ, sắc mặt bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Không phải là Lục Ly mất dấu, Lục Ly đang phi độ hư không về hướng Bắc, điều này hắn sớm đã nghe nói. Đối tượng mất dấu là hai vị thượng thần hắc viêm điện và bọn tả khâu lộ, 12 người này sau khi rời khỏi hắc phong sơn lại bất ngờ thoát ly tầm nhìn của trinh sát do hắn bố trí sẵn, đã bay ngày qua không còn phát hiện hành tung đám người này. Trận chiến ở Hắc Phong Sơn, tình hình chiến đấu cụ thể thế nào, Tây Lai không biết. Lục Ly dù không chết, nhưng thế cục khẳng định không lạc quan. Bằng không hắn đã không lập tức bay đến U Yến Chi Địa, cũng không lưu lại bất cứ mệnh lệnh hay tin tức gì cho mình. 12 người bọn tả khâu lộ khẳng định còn chưa chết, bằng không Lục Ly cần gì phải vội vàng chạy về U Yến Chi Địa. Hắn phái người tới phụ cận Hắc Phong Sơn thăm dò một phen, cũng không phát hiện bất kỳ thi thể nào. Lục Ly đang nghe truyện trên TV audio CV đào tẩu về hướng Bắc, bọn tả khâu lộ lại mất dấu bí ẩn, điều này khiến Tây Lai cảm giác được áp lực cực lớn. Nếu không thể dò la ra được hành tung 12 người này, vạn nhất Lục Ly bị phục kích, hắn sẽ là tội nhân thiên cổ. Đúng rồi, 12 người. Tây Lai đột nhiên hồi thần, vội vàng truyền tin đi xuống, để tất cả trinh sát tập trung chú ý, xem liệu có thấy đội ngũ 12 người nào đó đang liên tục không ngừng truyền tống, hoặc là phi hành. Một ngày sau, có ba đạo tin tức truyền về. Hiện có ba nhóm đội ngũ trên dưới 12 người đang truyền tống, một nhóm truyền tống về hướng U Yến Chi Địa, một nhóm thì từ U Yến Chi Địa truyền tống xuôi về Nam, còn một nhóm khác thì đang truyền tống từ Tây sang Đông. Tây Lai tử tế phân tích tình báo một phen, bàn tay vỗ lên địa đồ, quát lạnh nói. Nhóm 12 người này chính là bọn tả khâu lộ, bọn hắn cải trang giả dạng, thu liễm khí tức. Truyền lệnh xuống cho ta, coi chừng bọn hắn, tuyệt đối không thể để bọn hắn thoát ly theo dõi. Đồng thời Tây Lai còn sai người đưa tin, đi trước chặn đường Lục Ly, báo chuyện bọn tả khâu lộ đang truy tung ở đằng sau cho Lục Ly. Để Lục Ly kịp thời có chuẩn bị, tiện cho mưu đồ chuyện sau này. Ngoài ra, Tây Lai tức tốc truyền tin cho bàn Vũ Thấm, thông báo bọn tả khâu lộ chính đang bắt thường mặc kệ bọn tả khâu lộ đang truy tung lục ly hay là tới vì lăng thanh diễn bàn vũ thấm. Chỉ cần bọn hắn bước vào u yến chi địa, vậy chính là 12 thanh đao nhọn, rất dễ đâm cho u yến chi địa máu thịt be bé bét. Người hắc viêm điện và bọn tả khâu lộ đang đuổi theo. Một ngày sau, lục ly vừa mới đi ra sau lần phi độ hư không thì bị một tên trinh sát tìm thấy, nhờ đó mà biết được tin. Hắn nhíu mày, trên thân cuộn trào sát khí, nói. Hai tên hắc viêm điện ta không giết được, nhưng bọn tả khâu lộ mà cũng dám đuổi theo. Không quản có thể lấy được hai tòa thần sơn còn lại, trấn áp người hắc phim điện hay không? Mười tên thần giới chí tôn các ngươi, ta tất phải giết. Tốc độ lục ly nhanh hơn bọn Diêm Công Tử nhiều, bởi thế lúc hắn đến U Yến Chi Địa, bọn Diêm Công Tử chỉ mới tới được bắc bộ thần giới, dự tính còn phải truyền tống thêm 3-4 ngày. Nói cách khác, lục ly có thời gian 3-4 ngày để chuẩn bị. Trong 3-4 ngày này, hắn nhất định phải được đến hai tòa thần sơn còn lại, đồng thời dung hợp năm tòa thần sơn lại với nhau. Ngoài ra hắn còn phải nghĩ cách đối phó đám người Tả Khâu Lộ, ai biết sau khi dung hợp, năm tòa thần sơn sẽ biến thành thế nào. Có được năng lực ra sao? Nếu Hồng Linh Thiên Bảo này vẫn không quá hữu dụng, không thể trấn áp nổi bọn Diêm Chân thì sao? Hơn nữa lúc này không biết hai tòa thần sơn kia đang ở đâu, Lục Ly không nắm chắc tìm ra được chúng trong vòng 3-4 ngày. Bởi thế hắn nhất định phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn, tính kỹ đường lui. Hưu. Hắn vừa đến U Yến Chi Địa, nơi xa chợt có một đạo bóng người bay vụt đến, thần niệm lục ly quét qua, lập tức đại hỉ. Không ngờ dịp khai lại ở đây, chắc là bàn vũ thấm đã sớm biết được hành tung hắn từ chỗ Tây Lai nên mới trước một bước bố trí dịp khai chờ ở nơi này. Tham kiến đại nhân. Diệp Khai cung kính hành lễ, Lục Ly khoát tay dò hỏi. Tiểu thư nhà ngươi và Yến Vương đâu? Các nàng đang trong một động quật phía trước mặt, cách nơi đây chừng mấy chục vạn dặm. Diệp Khai chắp tay nói. Các nàng một mực chờ đợi ngươi. Không phải ta đã dặn các nàng triệt thoái rồi ư? Lục ly nhướng mày, bọn tả khâu lộ dứt tới, khiến hắn lo lắng nhất chính là Lăng Thanh Diễn và bàn vũ thấm cùng với gia tộc cửu đại thần vương. Còn về con dân U Yến Chi Địa, hắn không quản nổi, bởi vì hắn không phải chủ nhân U Yến Chi Địa cũng không có cảm tình quá sâu đối với U Yến Chi Địa. Ngoài ra, bọn tả khâu lộ hẳn cũng không phát rồ đến mức đồ sát cả con dân bình thường. Trước cuộc hắn còn chưa chết, đến lúc đó chọc giận hắn ăn miếng trả miếng, tổn hại chính là căn cơ của toàn bộ thần giới. Đi! Hắn không có thời gian hỏi nhiều, lập tức dẫn theo dịp khai bay đi, tốc độ đạt tới cực hạn, tiêu tốn chừng mấy nén hương, đi tới trong một tòa sơn mạch cực lớn. Chính là bên kia diệp khai chỉ vào một ngọn núi nói dưới chân núi có huyễn cảnh tiến vào trong huyễn cảnh sẽ có một sơn động lục ly dẫn theo hắn bay đi lúc đến huyễn cảnh cấm chế bên kia đột nhiên ba động tiếp đó huyễn trận biến mất lăng thanh diễn và bàn vũ thấm đứng ở lối vào sơn vừa nhìn thấy lục ly ánh mắt hai người đều chợt sáng lên tiến vào rồi nói lục ly lười nhác nói nhảm dẫn đầu tiến vào trong sơn động bàn vũ thấm và lăng thanh diễn vội vàng đuổi theo trong sơn động được bố trí một tòa thành bảo nhìn rất xinh xắn, Lục Ly ngồi lên chủ vị, dò hỏi nói: "Sao các ngươi còn chưa triệt thoái?" "Đã an bài triệt thoái rồi." Lăng Thanh diễn giải thích nói: "Toàn bộ đệ tử trực hệ gia tộc Cửu Đại Thần Vương đều đã chuyển dời vào bí cảnh, con em chi thứ cũng được chuyển đi, hai người chúng ta có thể tiến vào bí cảnh bất cứ lúc nào, ở chỗ này có sẵn một truyền tống trận." "Các ngươi đi thôi." Lục Ly khoát tay nói: ta không truyền tin thì các ngươi đừng đi ra. Chỉ cần các ngươi không ra, bọn tả khâu lộ liền không cách nào áp chế ta, ta giao chiến sẽ nhẹ nhàng đi nhiều. Chuyện lần này phiền toái lắm ư. Bàn vũ thấm nhíu mày hỏi, lục ly nhìn có vẻ đã hoàn toàn khôi phục chiến lực, đi một chuyến thần giới lại lập tức trở về, xem ra gặp phải phiền phức không nhỏ. Ừm. Lục ly cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Ta giao thủ với một tên cường giả hắc viêm điện, trên người hắn có chiến giáp hồng linh thiên bảo bằng vào chiến lực hiện tại của ta thì không giết được hắn chiến giáp hồng linh thiên bảo bàn vũ thấm và lăng thanh diễn nhìn nhau sắc mặt cả hai đều rất khó coi u yến chi địa và thần giới cũng có mấy kiện hồng linh thiên bảo nhưng trước nay chưa từng xuất hiện qua chiến giáp phòng ngự binh khí cũng chỉ có hai kiện đại đa số đều là bảo vật phụ trợ thần tượng thành chính là một kiện hồng linh thiên bảo Năm đó vưu tinh đại đế mang theo ác ma tấn công hồi lâu đều không phá mở được. Đến sau lục ly cũng bó tay hết cách, cuối cùng phải nuốt một viên thần đang do đại thế lực nhị trọng thiên bang cho mới phá nổi. Giờ người hắc viêm điện có thần khí phòng ngự hồng linh thiên bảo, bằng với gần như đứng ở thế bất bại. Khó trách lục ly bảo các nàng triệt thoái, bởi vì bọn tả khâu lộ có thể tùy thời bắt các nàng làm con tin, bức bách lục ly đi ra chịu chết. Được rồi, chúng ta đi. Lăng Thanh Diễn khẽ gật đầu, nói Con em chi thứ cửu đại thần vương đã triệt thoái theo như kế hoạch định sẵn. Lục ly ngươi không cần phải quản bọn họ. Dù tả khâu lộ có đồ sát u yến chi địa ngươi cũng đừng manh động, nghĩ cách bảo tồn chính mình, như thế mới có cơ hội thắng được trận chiến này. Chẳng qua. Lăng Thanh Diễn nghĩ nghĩ, lại nhìn không được khuyên nhủ nói. Nếu ngươi có thể gia nhập Thượng Thanh Cung, như vậy. Việc này không cần nói nhiều nữa. Lục ly bá đạo khu tay nói Bảo ta gia nhập thượng thanh cung Không bằng giết ta đi còn hơn Các ngươi yên tâm Lần này ta đi cổ ma tử địa Tìm cách được đến hai tòa thần sơn còn lại Như thế liền sẽ có cơ hội Dung hợp thành một kiện hồng linh thiên bảo Cổ ma tử địa Trong mắt lăng thanh diễn chật lóe lên Quang mang Mở miệng nói Lục ly để ta đi cùng ngươi Ta từng tiến vào cổ ma tử địa rất nhiều lần Khá quen thuộc hoàn cảnh trong đó, có thể giúp ngươi tránh đi rất nhiều phiền phức. Cũng được. Lục Ly đứng lên nói. Cứ vậy đi, Vũ Thấm, giao Hy Nhi cho ngươi, giúp ta chiếu cố nàng. Ngươi cứ yên tâm. Bàn Vũ Thấm thâm tình nhìn Lục Ly một cái, nói. Lục Ly, tuyệt đối đừng làm bừa, an toàn của ngươi lớn hơn hết thảy. Nếu ngươi chết, tất cả mọi người ở U Yến Chi Địa đều sẽ chết, bởi thế ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình. Yên tâm. Lục Ly phất phất tay, Thu Lăng Thanh diễn vào trong Thiên Tà Châu, sau đó trực tiếp xé rách hư không rời đi. Bên này còn cách Cổ Ma Tử Địa một đoạn cự ly, Lục Ly tự nhiên không khả năng bay thẳng qua đó, làm vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lục Ly liên tục phi độ hư không hơn 10 lần, rốt cục tới được phụ cận Cổ Ma Tử Địa. Không gian bên này cực không ổn định, hắn không dám tiếp tục phi độ hư không, bèn thả Lăng Thanh diễn ra. Thần niệm đảo quanh bốn phía, phát hiện mấy tên võ giả liền mang theo lăng thanh diễn bay tới. Mấy tên võ giả này chính đang hành tẩu ngay phụ cận cổ ma tử địa, bọn hắn thấy trên trời có hai người bay tới, trong mắt lập tức trợn tròn. Dung nhan lăng thanh diễn quá tuyệt mỹ, vóc dáng uyển chuyển khiến bọn hắn như muốn phát cuồng. Hừ! Lăng thanh diễn trùng trùng hừ lạnh một cái, tiếng vang như sấm nổ vọng vào trong đầu đám người kia, cả đám lập tức tỉnh thần, trong mắt một người trong đó đột nhiên co rụt lại, bịch một tiếng, vội quỳ xuống hành lễ nói. Tham kiến Lục Đại Nhân và Yến Vương Điện Hạ. Lục Đại Nhân. Yến Vương. Mấy người còn lại cũng rung lên, vội vàng quỳ xuống nằm rạp dưới đất, không dám thở mạnh. Vừa rồi bọn hắn không ngờ lại dám kinh nhần Yến Vương, đúng là chán sống. Đứng lên. Lục Ly lạnh lùng nói. Giúp ta truyền lời đi ra, để trọn cả U Yến Chi Địa đều biết ta và Yến Vương đang ở trong cổ ma tử địa, nếu tả khâu lộ muốn tìm chúng ta, bảo hắn cứ đến cổ ma tử địa. Tuân mệnh. Đối với bọn hắn mà nói, mệnh lệnh của lục ly chính là thánh chỉ, bọn hắn không chỉ sẽ không làm trái, ngược lại còn nghĩ cách thi hành hoàng mỹ nhất. Chắc hẳn tin tức này vừa ra, tất cả người u yến chi địa đều sẽ hỗ trợ truyền bá, chẳng mấy chốc liền truyền khắp u yến chi địa. Đi. Lục Ly mang theo lăng thanh diễn bay vào trong cổ ma tử địa, hắn tin tưởng sau khi truyền lời, Bọn Diêm Chân Tả Khâu Lộ tới U Yến Chi Địa sẽ không làm loạn, mà chạy thẳng đến Cổ Ma Tử Địa tìm hắn. Cấm chế nơi này nhiều quá. Trong lòng Lục Ly đột nhiên toát ra một ý tưởng lớn mật, khắp nơi trong Cổ Ma Tử Địa toàn là cấm chế, liệu có thể nhân đây nghĩ cách giải quyết đám người Tả Khâu Lộ luôn không? Chỉ cần xử lý được đám người Tả Khâu Lộ, chí ít không cần lo lắng bọn Diêm Chân giết người lung tung ở U Yến Chi Địa hoặc đấu thiên giới hắn liền sẽ có đầy đủ thời gian nghĩ cách đối phó với Diêm Chân và Lê Thúc. Lần trước Lục Ly từng tới qua cổ ma tử địa một lần, đến sau còn bị Ngọc Kình Thiên phục kích, thiếu chút chết ở trong đó. Chẳng qua may nhờ cơ duyên xảo hợp được đến ba tòa thần sơn, đồng thời nhờ vậy quen biết Lăng Thanh Diễn. Ngọc Kình Thiên chết rồi, không phải chết ở trên tay Lục Ly, mà là bị ác ma đánh chết. Lục Ly cũng không muốn đi đối phó bá vương phủ, đừng nói hiện tại hắn còn vướng một đống chuyện, dù không gặp rắc rối hắn cũng sẽ không chủ động ra tay đối với hắn mà nói bá vương phủ chỉ là thế lực cấp thấp nếu ngọc kình thiên không chết hắn còn có thể tới trấn áp một phen nhưng giờ mà đi đối phó khác gì là người lớn bắt nạt trẻ con mất hết thân phận hắn và lăng thanh diễn tiến vào cổ ma tử địa vừa tiến đến nơi hiện ra trước mặt vẫn là sa mạc khi trước sa mạc này là một huyển cảnh cực cao minh năm đó từng bị lục ly phá tan lần này không cần lục ly đi phá Lăng Thanh Diễn mang theo Lục Ly lượn quanh vài vòng liền nhẹ nhàng đi ra. Lăng Thanh Diễn tới qua nơi này rất nhiều lần, đối với nàng mà nói, ngoại vi cổ ma tử địa không khác gì vườn nhà mình. Sau đó là tới Lưu Sa Hà, dưới đáy Lưu Sa Hà này có rất nhiều khôi lỗi, còn có hài cốt cự nhân rất cường đại. Chẳng qua đối với Lăng Thanh Diễn thì vẫn không chút áp lực, không biết nàng phóng thích ra thần thông gì mà khiến Lưu Sa bỗng chật ngừng lại, sau đó cứ thế dẫn Lục Ly ngên ngang đi qua. Lợi hại lục ly nhịn không được tán thán vừa rồi hắn còn định động thủ đánh lui hài cốt cự nhân lại không ngờ có thể nhẹ nhàng đi qua như vậy ha ha thế đã là gì lăng thanh diễn khẽ cười nói chỉ cần nắm giữ khiếu môn lưu sa hà này không khác gì sông bình thường chẳng có chút nguy hiểm nào cả chẳng qua ở ngoại vi ta còn có thể nhẹ nhàng phá giải nhưng sâu bên trong thì lại không hiểu nhiều bởi vì cấm chế bên trong rất huyền diệu và khủng bố rất nhiều nơi ta đều không dám mạo hiểm xâm nhập từng năm đó lục ly từng tiến vào hồn vụ sơn biết được sự khủng bố ở trong đó hồn vụ sơn còn chưa tính là khu vực hạch tâm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha